Vâng, xin chào anh em, chào mọi người nha. Và hôm nay mình video là sẽ hướng dẫn các bạn làm video shuriken từ tấm alu. Đây là tấm alu nha. Mà chúng ta chuẩn bị một cái viên, cái thước kẻ và cái dao cắt. Ok, sau đây chúng ta cùng tiến hành làm này. Đầu tiên thì anh em kẻ này nha, rất nhanh luôn, tại vì cái tấm này mình cắt vuông ra rồi, nó vuông rồi thì anh em cần kẻ lại cái này nữa. Xong xong nha. Rồi anh em muốn phun sơn đen lên hay không thì tùy, phun sơn xịt đấy, phun sơn xịt chúng ta có sơn chúng ta quét lên nó đen cho đẹp cũng được, còn anh em nào mà không có sơn thì thôi để bày bàn cũng được, ok nhá. Vâng, và tôi vừa hướng dẫn anh em cách làm phi tiêu shuriken từ tấm alu nha. Loại này rất mỏng nha, chúng ta chỉ việc kẻ theo của mình hướng dẫn đấy, kẻ theo cách mình làm đó. Loại mỏng là anh em có thể dùng kéo để cắt, còn loại dày thì không, quá là đẹp luôn đó. Nếu chúng ta không biết gấp dày thì chúng ta có thể làm loại này ra để chơi, rất là đeo cảnh đúng không. Loại này thì anh em muốn xin thì đến anh em hoặc các em nhỏ muốn xin đến chỗ làm nhôm kinh ấy, làm alu thì xin đôi miếng về chúng ta làm đó, tuyệt vời chưa. Thôi, anh kết thúc video tại đây nha. Bye bye.